clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Tesla khai phá mỏ vàng mới, thu nhập khéo còn ngon hơn bán xe điện tới 12 tỷ USD một năm. Liệu thương hiệu Việt Nam có học hỏi? Tesla vừa mở ra nguồn thu khổng lồ mới bên cạnh việc bán xe điện. Cuối tháng 2 năm 2024, mạng lưới sạc Tesla Supercharger đã chính thức mở cửa cho các xe điện không phải của Tesla. Các nhà phân tích dự đoán đây có thể sẽ là một hoạt động kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la cho Tesla trong những năm tới. Theo đó, hiện các chủ xe Ford Mustang Mach-E và F-150 Lightning có thể sử dụng trụ sạc nhanh Supercharger nhờ bộ chuyển đổi. Từ năm 2025, Ford sẽ trang bị sẵn cho xe cổng sạc tiêu chuẩn NACS. Chủ xe không cần bộ chuyển đổi mà vẫn có thể dùng trụ sạc nhanh Supercharger của Tesla. Giám đốc điều hành của Ford, Jim Farley, cho biết mạng lưới chạm sạc nhanh Tesla Supercharger có độ bền cao và ổ sạc NACS nhỏ hơn, nhẹ hơn. Do đó, việc này sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn và thuận tiện hơn cho khách hàng. Không chỉ Ford, mới đây cả GM cũng ký hợp đồng thuê chạm sạc của công ty. Khách hàng xe điện GM có thể tiếp cận hơn 12.000 bộ sạc nhanh Tesla ở Bắc Mỹ để dùng cho xe của họ. Theo đại diện GM, thỏa thuận thuê chạm sạc này giúp họ tiết kiệm tới 400 triệu USD so với việc tự xây dựng mạng lưới sạc xe. Theo Electress, việc sạc pin trở nên tiện lợi hơn nhưng sẽ đi kèm một cái giá khá cao. Tesla được cho là đang tính phí trung bình cho chủ xe Ford cao hơn khoảng 30% so với người sở hữu xe Tesla. Phó chủ tịch dự báo toàn cầu tại Auto Forecast Solutions, Sam Ferroni, kỳ vọng Tesla có thể kiếm được 6 tỷ USD và tới năm 2030, nguồn thu này đạt tới 12 tỷ USD nhờ kinh doanh cho thuê chạm sạc. Một nhà phân tích khác từ Webus dự đoán mạng lưới Supercharger sẽ có trị giá từ 10 đến 20 tỷ USD cùng thời gian. Đó là những con số khổng lồ và có khả năng chiếm gần 10% doanh thu của Tesla năm 2030. Năm ngoái, nhà sản xuất ô tô này đã thu về 1,79 tỷ USD chỉ riêng việc bán tín dụng carbon. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng nguồn doanh thu như vậy có thể sẽ cạn kiệt dần khi các hãng ô tô khác tăng cường sản xuất xe điện. Chính vì vậy, việc tính phí sạc xe điện không phải của Tesla là một cách hãng gia tăng thu nhập nguồn của mình. Tesla đang vận hành khoảng 1/3 trạm sạc ở Mỹ. Hiện tại, ở Việt Nam, xe điện và trạm sạc phổ biến nhất chắc chắn là hệ thống của thương hiệu VinFast. Tiêu chuẩn cổng sạc của VinFast là CCS2, tương tự một số hãng xe tại Mỹ và châu Âu và có tính tương thích khá cao. Hiện tại, VinFast mới chỉ cung cấp trạm sạc cho khách hàng sử dụng xe điện của VinFast. Các hãng xe còn lại đã giới thiệu xe điện tại Việt Nam hoặc là không có trạm sạc, chỉ có bộ sạc tại nhà hoặc chỉ có một vài trụ sạc nhanh tại trung tâm bảo dưỡng, chăm sóc xe hơi chính hãng. Không giống Tesla, việc chia sẻ trạm sạc của VinFast sẽ phải chờ đợi 10 năm nữa. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của tập đoàn Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng chia sẻ rất thẳng thắn. Sau 10 năm nữa, chúng tôi mới chia sẻ trạm sạc VinFast cho các hãng dùng chung. Không có lý gì khi chúng tôi bỏ dòng 700 triệu USD để xây dựng hạ tầng mà lại để cho các đối thủ có cơ hội dùng quá dễ dàng như vậy. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Bạn đang sở hữu một doanh nghiệp hay một công việc kinh doanh? Bạn chưa định hình được thương hiệu, chưa xây dựng đầy đủ các nền tảng online phù hợp khiến kết quả kinh doanh online của bạn không như mong muốn? Vậy thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi 0964002593 qua hotline hoặc Zalo 0964002593 qua hotline hoặc Zalo. Tư vấn, hỗ trợ, xây dựng các nền tảng online phù hợp với từng loại ngành nghề dịch vụ, giúp bạn khai thác hiệu quả sức mạnh số để phát triển công việc kinh doanh của mình. Liên hệ ngay 0964002593. Đồng hành cùng bạn.